Xin chào tất cả anh em nhé. Hiện tại Trung Bonsai đang ở vườn cây của anh Kiều Hải Thịnh này. Một trong những tác phẩm mà Trung Bonsai muốn giới thiệu với các bạn là yêu si, đó là một tác phẩm si búp đỏ nhé. Rất là đẹp, được anh Kiều mang về vườn này. Cái này anh vừa báo với cái giá là 35 triệu thôi. Một quả si ba vai, quá là hầm hố nhé, rất là to. Cái kỹ này cho anh em xem bộ bệ đã được xử lý đục đẽo. Anh em nào mà ưng tác phẩm này thì cứ liên lạc trực tiếp anh Kiều nhé. Để tí Trung Bonsai sẽ hỏi số điện thoại của anh Kiều cụ thể hơn. Anh em cũng có thể liên lạc trực tiếp với Trung Bonsai để Trung Bonsai sẽ đưa anh em đến tận vườn chiêm ngưỡng cụ thể hơn. Hôm nay nắng rất là to. Đó, đi một vòng xung quanh cây để anh em chiêm ngưỡng nhé. Nắng to quá. Đây là một số tác phẩm mà bên cạnh đây. Vườn anh Kiều thì quá là nhiều. Anh Kiến đang hỗ trợ bà chủ che chắn lại, không che là nó cháy nha các bạn nhé, vì sắp sửa vào hè rồi. Trong mấy cây sáng này, con này bao tiền đấy? Cây sáng này. Đây này, con đây này. Con xả lắm. Thì cứ phải chứ. Bé đúng rồi. Bé mà đắt đấy chú ạ. Thì cứ cho cái giá cụ thể anh, chứ. Đông nó ra cháu 13 triệu, cháu mua 12 triệu. Đây này. Đông mũi đỏ. Đông mũi đỏ nhưng mà con này chất lắm. Chất. Người này. Rẻ lắm. Khô, nó khô hạt lại rồi. Đây nhá. Chất. Đây có lẽ là gu của đồng chí Sử đấy. Nó cũng hay săn những hàng. Sợ vào cái thế. Đi vào khuôn viên bên trong để ngắm những tác phẩm mini rất là nhỏ và độc đáo vườn nhá. Đó. Với những tác phẩm như này. Anh em nào mà ưng thì cứ đến nhà anh Kiều nhé, Hải Thịnh, chiêm ngưỡng một số tác phẩm rất đẹp, độc đáo. Một tác phẩm nhỏ như này thôi, nhưng cũng có giá trị đấy nhé. À. Hôm nay chúng tôi đi gặp toàn hàng ngũ cục thôi. Để đi ra vườn đằng sau chiêm ngưỡng những cây hoa giấy cũng rất nghệ thuật. Quá nhiều phôi, ăn phôi khủng rồi anh em ạ, rất là già, khó quay chi tiết lắm, trời nắng. Khu này anh đang chế tác rồi nha. Nó bác Niu cũng đang rất là thích tác phẩm mà đang lưu lại hình ảnh nhá. Không thể thiếu một tác phẩm mẫu đơn vàng, rất là độc đáo nhé. Cái này thì tháng sau thì anh em ra chiêm ngưỡng vườn anh thì
chắc là sẽ ngắm một bóng hoa rất là đẹp, bộ tàn ưng ý. Một trong những cây bưởi cũng rất độc đáo hai thân nha anh em nhé, khá là to luôn. Quay cây công trình rất nhiều rồi nhưng hôm nay mới gặp một cây như thế này, bóng dáng rất là đẹp. Ngoài kia còn rất nhiều tác phẩm nữa mà mình không thể một tác phẩm trực cổ mà anh mới bắt về nhé, trên 400 triệu rồi chưa ra, anh em tham khảo nhé. Tình thế lắm. Đúng là chúng tôi chơi cây này, chúng tôi sẽ tìm cây chúng tôi tặng nha. Có người vào hỏi tặng một tặng ba mua bằng điểm. Và nếu mới hoa là xa. Chiều anh có thể đọc số điện thoại để anh em ở xa có muốn giao dịch cũng như muốn đến vườn thì tiện liên lạc với anh được không nhỉ? Của em 0989. 0989. 0909. 0909. 49. 49 nhá. Anh em nào mà mê con số đẹp thì cứ liên lạc trực tiếp anh Kiều nhé. Với số lượng trên dưới 1.000 cây cơ, anh em có thể trực tiếp đến vườn. Hôm nay Trung Bonsai chỉ lướt qua để anh em có thể xem qua cũng như đến vườn đàm đạo cụ thể hơn nhé. Mẫu đơn nhé anh em nhé. Nhưng mà da này cũng đẹp đấy. Đơn này da cũng đẹp. Mẫu đơn mà to như thế này nhé. Đấy mà tháng 5 như mâm xôi. Rồi như mâm xôi luôn này, to như thế này. Rồi, bộ tàn này, của nó trên 3 mét. Cây này thì bữa sau tàn đã ác liệt. Độ 4 đến 5 mét chứ không phải là 3 mét anh em. Bác Niu bác chở chít vào bộ tay cho cháu hộ cháu gái. Đây nhá. Đây nhá. Bác Niu bác thử ướm cho tầm bao nhiêu nhỉ? Rồi là 50. Đấy nhá. 50 vành. Vành là 50 rồi. Sùng quá là cô ấy. Anh em chiêm ngưỡng về tác phẩm trực cổ nhé. Để chúng bonsai cũng lướt qua để xin dừng video ở đây để chuyển sang video tiếp theo. Ở đằng sau còn một số cây tiền tỷ nữa. Nên là mình sẽ quay cho anh em xem một số cây tán tần phá trên 1 tỷ. Giá trị rất là cao. Rất mong là anh em nào hiểu về giá trị trực cổ này thì cứ liên lạc trực tiếp với anh Kiều nhé. Không, đừng trồng chậu, đắp luôn thành cái bồn đấy, đắp luôn, đắp thành theo đấy luôn. Quá đẹp. Con này không có một cái rễ nào vượt quá cái này, toàn bằng này đến như để mèo. Tác phẩm là vẫn được anh Kiều dọn lại nhé. Anh soi vào cùng xỉ này. Vâng. Rồi mình cũng xin dừng video nhé. Anh em
Nhớ đăng ký kênh cũng như ấn nút chuông ở bên dưới để nhận video sớm nhất vườn cây của anh Kiều. Còn quá nhiều tác phẩm kinh điển mà anh em sẽ được thưởng thức nhé. Xin thân ái chào tạm biệt. Các bạn nhấn nút đăng ký và nút chuông để không bỏ lỡ những video mới.